Chào mừng tất cả các em học sinh quay trở lại với chương trình sinh học 9. Ở bài trước, cô đã giới thiệu với tất cả các bạn một loại vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, đó chính là RNA. Trong đó, RNA gồm 3 loại. Thứ nhất là RNA thông tin, sẽ mang thông tin quy định cấu trúc một loại protein. Thứ hai, đó chính là RNA vận chuyển, sẽ tham gia vào quá trình tổng hợp protein. Và thứ ba, đó chính là RNA ribosome, nó sẽ tham gia cấu trúc ribosome. Như vậy các bạn đã thấy RNA tham gia vào quá trình tổng hợp protein. Và như các bạn đã được biết, protein là một loại cấu trúc, nó có ở trong rất nhiều các cái vật chất, có trong rất nhiều các cái sản phẩm, đặc biệt là nó có trong rất nhiều loại thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày. Ví dụ như là thịt, cá, trứng, sữa mà các bạn hay gọi nó là đạm. Đúng chưa nào? Vậy thì protein có cấu trúc và chức năng như thế nào mà nó lại quan trọng như vậy? Thì ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với tất cả các bạn trong bài ngày hôm nay. Bài 18, protein. Trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu thứ nhất về cấu trúc protein và thứ hai là chức năng của protein. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cấu trúc của protein. Thứ nhất về cấu tạo. Trên màn hình các bạn đang được quan sát đó chính là các nguyên tố hóa học cấu tạo nên phân tử protein. Cũng giống như DNA và RNA, protein cũng được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học đó chính là carbon, hydrogen, oxygen và nitrogen. Ngoài ra thì còn có thể có các nguyên tố khác, ví dụ như là sulfur hoặc là phosphoric. Tiếp theo các bạn được quan sát mô hình một phân tử protein gồm rất nhiều chuỗi khác nhau. Và trong thực tế có những protein dài tới 0,1 micromet, như vậy kích thước rất là lớn. Và có những protein thì đạt tới hàng triệu đơn vị carbon, như vậy nó có khối lượng lớn. Vậy thì protein cũng được xếp vào loại đại phân tử. Được chưa nào? Tiếp theo, cô mời các bạn quan sát một hình ảnh phóng đại của chuỗi protein. Và trên hình ảnh phóng đại này, các bạn lại thấy những phần tử nhỏ hơn liên kết với nhau để tạo nên chuỗi protein. Đúng chưa nào? Vậy thì đặc điểm tiếp theo trong cấu trúc của protein đó chính là protein cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân, mà đơn phân của protein đó chính là axit amin. Và trong thực tế, chúng ta có khoảng hơn 20 loại axit amin khác nhau. Và chính nhờ hơn 20 loại axit amin khác nhau này, nó đã tạo nên tính đa dạng và đặc thù của protein. Vậy, tính đa dạng và đặc thù của protein được thể hiện như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp nhé. Hai nhỏ, tính đa dạng và đặc trưng của protein. Cô mời các bạn xem các hình ảnh về chuỗi protein. Trên màn hình các bạn đang được quan sát những cái chuỗi protein có trình tự sắp xếp các axit amin hoàn toàn khác nhau. Vậy thì với 20 loại axit amin khác nhau với trình tự sắp xếp khác nhau như vậy thì nó sẽ tạo ra được rất rất nhiều các cái chuỗi protein khác nhau. Vậy thì chính cái trình tự sắp xếp khác nhau của hơn 20 loại axit amin này sẽ tạo nên tính đa dạng của protein. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một tính chất nữa của protein, đó chính là tính đặc trưng. Vậy tính đặc trưng được thể hiện như thế nào? Cô mời các bạn quan sát hình ảnh thứ nhất. Cô ví dụ có 3 chuỗi protein khác nhau và 3 chuỗi protein này mỗi chuỗi có 10 axit amin. Nhưng các bạn quan sát 10 axit amin này nó không hề giống nhau. Và đây chính là một đặc trưng của protein, đó chính là thành phần axit amin. Tiếp theo, các bạn quan sát tiếp, ở đây cô cũng có 3 chuỗi protein. Nhưng 3 chuỗi này các bạn sẽ quan sát thấy cái số lượng axit amin hoàn toàn khác nhau. Có những cái chuỗi dài thì số lượng axit amin nhiều hơn, có những chuỗi ngắn thì số lượng axit amin ít hơn. Và đây cũng là một đặc trưng của protein, đó chính là số lượng axit amin. Tiếp tục, các bạn được quan sát, đó chính là cô có 2 cái chuỗi axit amin này. Cô ví dụ như là nó có số lượng giống nhau, nó có thành phần giống nhau đi, nhưng cái trình tự sắp xếp của nó lại khác nhau. Vậy nó cũng tạo ra được tính đặc trưng của protein. Vậy đặc trưng thứ ba, các bạn nhớ cho cô, đó chính là trình tự sắp xếp các axit amin. Ngoài thành phần, số lượng, trình tự sắp xếp các axit amin ra thì ở protein
nó còn có những đặc trưng khác so với DNA và RNA. Đó chính là đặc trưng thứ tư. Ở đây cô cho các bạn quan sát có 4 chuỗi, có 4 phân tử protein. Và mỗi một phân tử protein này các bạn sẽ quan sát thấy này, có rất nhiều chuỗi cấu thành nên phân tử này, đúng không nào? Có những phân tử thì chỉ có 3-4 chuỗi thôi, nhưng có phân tử lại có 4-5 chuỗi, có phân tử lại là 6-7 chuỗi, và có phân tử thì có rất nhiều chuỗi. À, vậy thì nó cũng tạo nên được tính đặc trưng của protein. Vậy đặc trưng thứ tư đó chính là số chuỗi acid amin cấu thành nên phân tử protein. À, tiếp tục chúng ta sẽ được quan sát tiếp. Đây là cấu trúc không gian của protein. Cấu trúc không gian của protein thể hiện như thế nào ạ? Đối với cấu trúc bậc 1, nó chỉ là một chuỗi acid amin. Và đối với cấu trúc bậc 2, thì cái cấu trúc bậc 1 đấy nó xoắn lại thì nó sẽ tạo thành cấu trúc bậc 2. Và ở cấu trúc bậc 3 thì nó lại là cấu trúc bậc 2 xoắn cuộn hơn nữa. Và cuối cùng các bạn thấy ở cấu trúc bậc 4 sẽ gồm rất nhiều các chuỗi protein liên kết với nhau. Và ở đây, đây chính là cái điểm khác cơ bản nhất so với DNA và RNA về tính chất đặc trưng. Ở protein có thêm một cái tính chất đặc trưng nữa, đó chính là tính chất về cấu trúc không gian. Ở protein có 4 cấu trúc không gian. Cấu trúc không gian bậc 1 là chuỗi acid amin. Cấu trúc không gian bậc 2 đó chính là chuỗi acid amin xoắn. Cấu trúc không gian bậc 3 đó chính là chuỗi acid amin bậc 2 xoắn cuộn. Và cấu trúc không gian protein bậc 4 đó chính là gồm nhiều chuỗi protein kết hợp lại với nhau. Như vậy các bạn vừa được tìm hiểu về cấu trúc của protein. Vậy với cấu trúc như vậy thì protein sẽ có chức năng như thế nào? Thì cô mời tất cả các bạn tìm hiểu tiếp ở trong phần 2 la mã chức năng của protein. Đầu tiên, cô mời các bạn quan sát lại về cấu trúc của nhiễm sắc thể. Ở trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, chúng ta có một loại protein, đó chính là protein loại histone. Như vậy, protein loại histone này sẽ tham gia vào cấu trúc của nhiễm sắc thể. Mà nhiễm sắc thể nằm ở đâu? Đó chính là nằm ở trong nhân tế bào. Ngoài ra, màng tế bào chất hay là nhân tế bào đều được cấu tạo từ protein. Vậy, protein cấu tạo nên tế bào. Nhiều tế bào hợp thành mô và nhiều mô hợp thành cơ quan, nhiều cơ quan hợp thành lại là hệ cơ quan, và tất cả các hệ cơ quan thì tạo thành cơ thể người của chúng ta, hay bất kỳ một cơ thể sinh vật nào cũng như vậy. Vậy, protein sẽ cấu trúc nên cơ thể người của chúng mình, đúng chưa nào? Ngoài ra cô lấy thêm một số ví dụ nữa. Cô có protein loại collagen hay là elastin. Nó sẽ tạo nên cấu trúc dạng sợi rất là bền của mô liên kết, hay là dây chằng, hay là gân. Hay là keratin, nó sẽ tạo nên cái cấu trúc rất là vững chắc của da, hay là lông, hay là tóc của cơ thể, đúng chưa nào? À, ngoài ra ở động vật thì cô có cái ví dụ về protein loại tơ nhện hay là tơ tằm đấy. Nó sẽ tạo nên cái độ vững chắc của tơ nhện và tơ tằm. Vậy thông qua những ví dụ này, chúng ta biết, chúng ta sẽ suy ra được một cái chức năng vô cùng quan trọng của protein, đó chính là chức năng cấu trúc. Tiếp theo, cô mời tất cả các bạn quan sát quá trình tiêu hóa trong hệ tiêu hóa ở cơ thể người. Khi chúng ta ăn các cái thức ăn tinh bột hay là đường đôi, thì cơ thể người của chúng ta không thể hấp thụ được ngay những cái thức ăn đó, mà phải biến đổi nó thành những cái cấu trúc nhỏ hơn thì chúng ta mới hấp thụ được. Vậy thì cái quá trình mà biến đổi những cái dạng thức ăn thô để tạo thành những cái thức ăn tinh để cơ thể người chúng ta hấp thụ, phải cần có những enzyme xúc tác. Ví dụ từ tinh bột để tạo thành đường glucose thì chúng ta phải cần có các enzyme như là enzyme amylase, enzyme maltase. Hay ví dụ như là thức ăn loại protein, chúng ta ăn vào chúng ta không thể nào mà hấp thụ loại protein thô được, mà chúng ta phải biến đổi để tạo thành các cái acid amin rất là nhỏ thì chúng ta mới hấp thụ được. Vậy thì cái quá trình đấy nó phải cần có sự xúc tác của enzyme pepsin, trypsin, erythrin. Hay ví dụ khi chúng ta ăn thức ăn về acid nucleic, chúng ta cũng không hấp thụ được mà phải biến đổi nó thành các thành phần cấu tạo của nucleic. Vậy thì cái quá trình này phải cần cái enzyme xúc tác, đó chính là enzyme ribonuclease, vân vân.
Ngoài ra thì cái quá trình tổng hợp DNA và RNA nó lại cần có những cái enzyme để xúc tác cho cái quá trình này xảy ra được. Đó chính là enzyme DNA polymerase hay là enzyme RNA polymerase. Đó. Mà các bạn có biết không ạ? Cái bản chất của enzyme đó chính là protein. Vậy protein có chức năng gì? Đó chính là protein có chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất. Cô lại có, đó chính là hình ảnh về mức độ đường ở trong máu. Đường cao, đường bình thường, đường thấp. Vậy để điều hòa được cái lượng đường ở trong máu này, chúng ta cần có yếu tố gì? Đó chính là hormone, insulin và glucagon. Tiếp tục cô lại có một hình ảnh ở người tí hon và một người khổng lồ. Vậy thì để điều hòa được cái sức lớn ở cơ thể người thì chúng ta cần yếu tố nào? Đó chính là hormone tyrosin. Mà các bạn có biết không ạ? Cái bản chất của hormone đó chính là protein. Vậy protein lại có chức năng gì? Đó chính là chức năng điều hòa các quá trình trao đổi chất. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chức năng của protein tiếp theo. Trên màn hình các bạn đang được quan sát đó chính là quá trình tiếp xúc protein bề mặt của nCoV để tiêu diệt virus nCoV khi nó xâm nhập vào trong cơ thể người mình. Và khi virus nCoV xâm nhập vào trong cơ thể người mình, tức là đã có những sinh vật lạ xâm nhập vào trong cơ thể người mình, thì ngay lập tức cơ thể người sẽ tiết ra một loại protein để tiếp xúc với protein bề mặt của virus và tiêu diệt chúng. Vậy protein này là gì? Đó chính là kháng thể. Như vậy, chúng ta biết thêm được một chức năng nữa của protein, đó chính là chức năng bảo vệ cơ thể. Cô có quá trình vận chuyển các chất xuôi dốc nồng độ qua kênh protein và protein màng. Vậy thông qua hình ảnh này, các bạn lại biết thêm được một chức năng nữa của protein, đó chính là chức năng vận chuyển các chất. Và khi cơ thể người của mình bị thiếu glucid hay là thiếu lipid, thì ngay lập tức protein được điều đi để phân giải, tạo ra năng lượng cung cấp cho cơ thể người mình hoạt động tiếp. Vậy thì chúng ta biết thêm một chức năng tiếp theo của protein, đó chính là cung cấp năng lượng. Như vậy, protein liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào cũng như là cơ thể. Và đặc biệt nó sẽ biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể. Như vậy, cô vừa giới thiệu xong với tất cả các bạn về cấu trúc và chức năng của protein. Vậy thì các bạn cần lưu ý nhớ cho cô những nội dung chính như sau. Về cấu trúc của protein, protein cấu tạo chủ yếu từ các nguyên tố CHON. Protein là đại phân tử. Protein cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các axit amin. Protein có tính đa dạng, thể hiện ở trình tự sắp xếp khác nhau của hơn 20 loại axit amin. Protein có tính đặc trưng, thể hiện ở thành phần, số lượng, trình tự sắp xếp các axit amin, số chuỗi axit amin và cấu trúc không gian. Về chức năng của protein, protein tham gia vào cấu trúc, xúc tác các quá trình trao đổi chất, điều hòa các quá trình trao đổi chất, bảo vệ cơ thể vận chuyển cung cấp năng lượng và liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào cũng như là cơ thể, đặc biệt nó biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể. Bài học của cô đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.